mời quý vị cùng theo dõi bản tin kinh tế tài chánh ngày 12 tháng 6 năm 2021. Một tin mừng cho thế giới, đã có thuốc chữa trị bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Trong hôm thứ Hai ngày 7 tháng 6, cơ quan đặc trách về thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FAA đã chuẩn y cho việc dùng thuốc aducanumab của công ty Biogen trong việc điều trị bệnh Alzheimer. Và đây là lần đầu tiên trong vòng 30 năm qua đã có thuốc chữa trị bệnh lãng trí. Với những tin tức được loan báo, giá cổ phiếu của công ty Biogen gia tăng 107.76 Mỹ Kim và ở mức 393.90 Mỹ Kim một cổ phiếu trên thị trường chứng khoán New York. Loại thuốc aducanumab có nhiệm vụ tách rời một loại protein có tên là amyloid beta trên não của bệnh nhân. Những người bắt đầu có triệu chứng của bệnh lãng trí, loại protein amyloid beta bám trên màng não sẽ gây cho bệnh nhân mất trí nhớ, không có khả năng tự chăm sóc lấy mình. Theo những ước tính thì trong năm 2020, có khoảng trên 6 triệu người Mỹ bị bệnh Alzheimer và có khoảng 1 triệu người Anh cũng bị bệnh này. Khác biệt giữa dementia và Alzheimer dementia là các triệu chứng quên, trong khi Alzheimer là bệnh quên, bệnh mất trí nhớ. 60% cho đến 70% những người có các triệu chứng quên sẽ dần dần biến thành bệnh. Đa số những người bị bệnh mất trí nhớ là những người trên 65 tuổi. Trước đây không có thuốc chữa, cho nên một người có những triệu chứng quên dần dần biến thành bệnh và cuối cùng cũng chết. Chính quyền tỉnh bang Ontario bắt đầu cho mở lại guồng máy kinh tế. Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ Hai ngày 7 tháng 6, số người nhiễm COVID ở tỉnh bang Ontario trong vòng 24 giờ trước đó là 525 người. Đây là lần đầu tiên số người nhiễm COVID ở tỉnh bang Ontario trong một ngày ít hơn 600 người trong vòng 8 tháng qua. Có 72% cư dân tỉnh bang Ontario trên 18 tuổi đã được chủng ngừa COVID ít nhất là một mũi thuốc. Với những thành quả như thế, ngay trong ngày thứ Hai, 7 tháng 6, chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho mở cửa lại guồng máy kinh tế sớm hơn. Giai đoạn 1 thay vì vào ngày 14 tháng 6, được dời lên ngày thứ Sáu, 11 tháng 6. Trong giai đoạn 1, các nới lỏng những ngăn cấm như sau. Có quyền tụ tập bạn bè ngoài trời và số người tham gia tối đa là 10 người. Những hàng quán có thể mở cửa bán hàng trước sân patio với số khách hàng tối đa là 4 người một bàn. Những cơ sở thương mại bán hàng không cần thiết được mở cửa với số khách hàng được vào tối đa là 15% sức chứa. Những tiệm bán hàng cần thiết như siêu thị, các dược phòng thì có thể cho tối đa 25% số khách hàng được vào cùng một lúc. Các dịch vụ tôn giáo, cưới hỏi, tang gia được tổ chức ngoài trời và người ta phải giữ khoảng cách xã hội 2 mét và đeo khẩu trang. Những buổi tập thể dục ngoài trời cũng như các hoạt động thể thao ngoài trời với số người tham dự tối đa là 10 người. Các trại hè được mở cửa lại. Các cuộc tranh tài, đua xe, đua ngựa được mở cửa lại. Các công viên tỉnh bang được mở cửa lại. Các hồ tắm ngoài trời, các công viên trượt nước giải trí cũng được mở cửa lại. Trong giai đoạn 2 kế tiếp thì các tiệm làm móng, các tiệm cắt tóc mới được mở cửa lại và người ta hy vọng trong giai đoạn 2 của tỉnh bang Ontario sẽ được mở cửa lại trong vòng một tuần sắp tới. Giá trung bình một căn nhà độc lập ở vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng 37%. Giá nhà ở một thị trường địa ốc lớn nhất Canada vẫn tiếp tục gia tăng lên đến một mức kỷ lục mới, tuy là số lượng nhà bán được sụt giảm. Theo bản tường trình của Hội đồng Địa ốc vùng đại thủ phủ Toronto TRREB phổ biến hôm thứ Hai ngày 7 tháng 6, giá trung bình một căn nhà bao gồm đủ loại nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto trong tháng 5 vừa qua đã lên đến mức 1.108.453 đô la. Trong tháng 5 vừa qua, có 13.000 bất động sản được bán ra trong vùng đại thủ phủ Toronto, gia tăng 160% trong vòng một năm, nhưng sụt giảm so với con số 13.663 bất động sản bán được trong 4 tháng trước đó. Riêng về những căn nhà độc lập thì giá trung bình của những căn nhà độc lập này trong vùng đại thủ phủ Toronto gia tăng đến 1.415.698 đô la, gia tăng 37% trong vòng một năm. Các hãng hàng không cắt giảm giá vé để thu hút hành khách. Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ Bảy ngày 5 tháng 6, các hãng hàng không Canada đã cắt giảm giá vé đến mức thấp nhất chưa từng thấy để thu hút lại hành khách sau thời đại dịch.
giá vé của hãng hàng không WestJet đi từ Toronto đến Vancouver chỉ có $127 cho một chuyến đi, và một chuyến đi từ Toronto đến thành phố Kelowna chỉ có $134 cho một chuyến. Giá vé này không phải chỉ kéo dài trong vài tuần như những lần bán vé đại hạ giá trước đây, mà kéo dài cho đến cuối năm 2021. Tuy nhiên, nếu người ta muốn đi thì phải mua vé sớm, vì có thể vé sẽ bán hết trước ngày khởi hành nhiều tháng khi có quá nhiều người mua. Theo nhận định của ông Frederic Dimanche, giáo sư trường đại học Ryerson về môn du lịch và khách sạn, thì các hãng hàng không Air Canada và WestJet đã cho hạ giá vé máy bay vì nhiều lý do. Chính quyền Liên bang Canada sẽ nới lỏng những giới hạn trong lĩnh vực hàng không, và vì thế các hãng hàng không đã hạ giá vé trước để thu hút hành khách. Việc cắt giảm giá vé cũng là một cách giúp cho hành khách tin tưởng hơn là việc du lịch bằng máy bay an toàn sau đại dịch. Cũng theo giáo sư Dimanche, thì một khi hành khách lấy lại được tin tưởng thì giá vé máy bay sẽ không còn rẻ như thế nữa. Và người nào chuẩn bị về thăm nhà, gặp bạn bè với giá vé máy bay rẻ thì phải mua ngay, càng sớm càng tốt. 24 triệu người Mỹ quên không lấy 1.35 ngàn tỷ Mỹ Kim tiền hưu 401k. Thay đổi công ăn việc làm là việc xảy ra hàng ngày ở nước Mỹ. Nhưng cũng vì thay đổi công việc, rất nhiều người Mỹ đã bỏ lại số tiền mà họ đã đóng cho quỹ hưu 401k nơi làm việc cũ. Theo tên của chương trình CBS Market Watch, thì có trên 24 triệu người Mỹ khi thay đổi công ăn việc làm, và vì một lý do nào đó như quên hay không biết đã bỏ lại số tiền để dành trong các quỹ hưu 401k, và số tiền này lên đến 1.350 tỷ Mỹ Kim. Trung bình hàng năm có 2.8 triệu người Mỹ bỏ lại tiền hưu khi thay đổi việc làm. Số tiền trung bình mà một người Mỹ thay đổi công việc bỏ lại trong quỹ hưu 401k là 55.400 Mỹ Kim. Quỹ hưu 401k là quỹ để dành tiền cho tuổi hưu mà chủ nhân của các công ty ở Mỹ thiết lập cho nhân viên. Chủ nhân và nhân viên mỗi người bỏ ra một phần tiền lương vào quỹ này hàng năm. Tỉnh bang Manitoba cho vé số học bổng để khuyến khích cư dân đi chủng ngừa. Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ Tư ngày 9 tháng 6, chính quyền tỉnh bang Manitoba đã bỏ ra tiền mặt và học bổng trị giá $1.9 triệu nhằm khuyến khích cư dân của tỉnh bang đi chủng ngừa COVID càng sớm càng tốt. Có hai giải thưởng, giải thứ nhất dành cho những người chủng ngừa mũi thứ nhất trước ngày 2 tháng 8 và giải thưởng thứ nhì dành cho những người chủng ngừa mũi thứ nhì trước ngày 6 tháng 9. Tất cả những cư dân từ 12 tuổi trở lên đều tự động cho tham dự. Theo lời của thủ hiến Brian Ballister của tỉnh bang Manitoba, thì chúng ta cần phải đi chủng ngừa COVID càng sớm càng tốt. Chủng ngừa càng sớm thì cuộc sống của mọi người sớm trở lại bình thường. Thủ hiến Ballister cũng nói là giải thưởng được đặt ra nhằm khuyến khích mọi người đi chủng ngừa sớm. Sẽ có nhiều giải thưởng trị giá $100,000 một giải cho những khu vực khác nhau trong tỉnh bang. Những thiếu niên từ 12 tuổi đến 17 tuổi sẽ trúng học bổng, có 10 học bổng, mỗi học bổng trị giá $25,000. Tính cho đến thứ Tư ngày 9 tháng 6, có trên 70% cư dân trên 12 tuổi ở tỉnh bang Manitoba được chủng ngừa COVID ít nhất là một mũi.